đủ rau để mà nấu cho các cháu ăn luôn á chứ. Đậu bắp nè chị. Có đậu bắp luôn, trồng ở đây dễ thương quá, các cô ra trồng nè. Trời ơi. Có mướp nữa. Ừ. Bên kia khổ qua. Mướp mà mình chăm đất cho ngon, cái dãy bên đó là khổ qua rồi. Khổ qua. Các cô trồng dễ thương quá. Cái kia là đậu gì á chị? Cái đậu gì đó? Như là đậu Hà Lan hả chị? Đậu không phải. Đậu que. Đậu đũa. Đậu rồng á. Đậu rồng nè. Đang ra bông là đậu rồng ra bông. Rau lan. Dạ. Quá là dễ thương luôn.